Chị Đại, hôm nay đã tới ngày hẹn với đại ca ngáo lông chó rồi đó. Chị Đại chuẩn bị cái gì chưa? Đại ca ngáo lông chó này rất là độc ác. Chúng ta nên cẩn thận nha chị Đại. Các em yên tâm đi, chị đã chuẩn bị kế hoạch rồi. Chút nữa chị kêu cái gì, các em làm cái đó. Các em đi theo chị. Tụi quay có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày ban nhóm chúng ta chiến đấu với chị Đại. Đại ca đã sẵn sàng chưa? Cái con nhỏ chị Đại dù sao nó cũng là con gái, không lẽ tao sợ nó sao? Không hổ danh là đại ca ngáo lông chó, không sợ ai hết. Tiểu Phát, cái chuyện em học võ tới đâu rồi? Thôi đại ca, bắn súng thì em không biết, còn đánh lộn thì không bằng nào đánh lại em hết. Tốt lắm Tiểu Phát, đừng có làm cho anh mày thất vọng nha. Dạ. Nhanh lên, chúng ta không được chạy hẹn. Còn 15 phút nữa đã tới giờ hẹn đấu với chị Đại. Thôi chúng ta đi tới khu nhà gỗ. Sao
chuột đại ca bự dữ vậy? Hả? Ngày nào tao cũng đi tập tạ với anh Tô này TV, làm sao chuột không bự được? Chị Đại ơi, hay là mình nhường địa bàn này cho đại ca ngáo lông chó đi rồi mình đi kiếm địa bàn khác. Hả? Cái tên ngáo này rất là ham lam, dù mình nhường địa bàn này cho hắn, hắn cũng không bỏ qua đâu. Đại ca, quất nó luôn đi. Hành trình mà team Tony TV đi đóng cái tập phim, đi đóng một tập phim phải chạy từ ở dưới nhà chạy này là 8 cây số, đi xe đạp lên như này, na súng này kia cái nọ theo, vật dụng dụng cụ giá ba chân máy quay phim theo, rất là cực khổ. Giờ chúng tôi đang đi kiếm một cái chỗ nào đó cái nền quay phim phải thiệt là đẹp, lên như này quay phim nha. Sẵn tình cờ gặp ông chủ bán đá bào đẹp trai nè. Đây là bảng giá của kem đá bào kem sữa nè, 5.000, 6.000, 8.000 và 10.000 đây. Wow, máy này nghiền dữ thiệt. Ủa này mấy màu anh? Ba màu luôn ha. Màu đỏ gì hả? Satin vậy đó. Hai ly. Lấy muỗng đi. Ly đá bào có kem nữa nè, rất là đẹp nè, thấy chưa? Tên Đại nè, đâu Đại cho biết về ý kiến chút đỉnh coi. Nó ngọt với kem nó béo lên vậy. Uống không uống thì nó bỏ sọt cát thì không bỏ bậy ra ngoài nha. Clip 10 phút mới quay được có 2 phút à, giờ phải cả team phải đều đợi Thành Ngáo nó đi ỉa. Thành Ngáo nó giống như là cái dạng nhân vật mà đi tới chỗ nào là ỉa chỗ đó để đánh dấu vậy đó. Ê, nó tới kìa. Nãy giờ nguyên team ta ngồi đây ta đợi cưng nè. Nè mấy đứa nhỏ sau khi đóng phim xong rồi dẫn nó đi ăn hủ tiếu. Cái nào cũng giống nhau à. Phở kìa. Phở đây nè con. Nhồi quá nhồi. Này ăn đi, ăn hết thì kêu thêm ngon lắm. Anh Vinh ơi, em định làm một kênh YouTube mà, anh chỉ em làm đi. Em tạo kênh rồi nhưng mà không biết đăng video. Trời ơi, mấy người dạo qua cái kênh của tôi được 25.000 người đăng ký rồi nè. Mấy người thấy tôi đẳng cấp chưa? Nếu hai người muốn học làm video thì đến tôi đây, tôi chỉ cho. Chất lượng video của các bạn. Bọn em là con nít, làm sao có tiền mua điện thoại? Đứa nào có điện thoại đâu móc ra coi chơi cả nè. Hả? Mấy người này thấy vậy mà giàu dữ vậy trời. Ai cũng có điện thoại cho mình, nó nói các bạn rồi, thời đại bây giờ tiên tiến lắm. Cái gì đây? Cái gì đại ca này, điện thoại này, điện thoại gì vậy hả? Anh thằng ơi, cái điện thoại này mà sao quay phim được các bạn? Nếu bạn nào mà có xài điện thoại này thì từ bỏ ước mơ làm YouTube đi nha. Đúng rồi đó, này dùng để chọi gà chứ làm gì này, làm sao mà quay phim được. Hay là giờ anh vô video của em coi thử đi, có nhiều video chất lượng lắm. Vẽ tranh nước, Tiểu Phương vẽ tranh nước, vô coi thử coi nha mấy đứa. Hello, xin chào. Hello, xin chào các bạn, channel của mình là Tiểu Phương TV, hôm nay mình sẽ làm clip. Ủa nó nói cái gì vậy ta? Hello xin chào tất cả các bạn, mình là Tiểu Phương BD đây. Hello xin chào tất cả các bạn, đã đến với kênh của Tiểu Phương BD. Hello xin chào các bạn, channel của mình là Tiểu Phương TV đây. Hôm nay mình sẽ làm clip đó chính là vẽ bức tranh nước nha các bạn. Không phải nó ngọng mà là nó quá nhanh quá đớt, nghe không hiểu. Thông qua kênh của bạn Tiểu Phương Tony TV BD đây thì chúng ta rút ra được một bài học. Làm video các em không cần phải nói nhanh, hiểu không? Yeah. Nói vừa phải, nói chậm nhưng mà phát âm phải rõ, người ta nghe, người ta thích, người ta hiểu mình nói cái gì, người ta mới vui được, đúng không cưng? Dạ đúng. Anh vào kênh của ông Đại cô đi, kênh nó 20 mấy ngàn người đăng ký, ghê lắm. Kênh của em hơi bị hay đó. Chung kết giải ao làng A Đại Tony TV và Cà Heo.